6. Tham cầu tĩnh lặng. Lại nữa, thiện nam tử kia thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh. Trong tam ma địa, tâm thích đi vào sự tinh cần khắc khổ, thích sống nơi vắng vẻ, ham cầu yên lặng. Giảng, lại nữa, thiện nam tử kia thụ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự. Lại nữa, trong cảnh giới chi diệu trọng suốt, sau khi tỏ ấm tiêu dung, hành giả người tu tập chánh định không còn tà lự nữa, tính viên định phát minh an trụ trong định sáng suốt tròn đầy. Trong tam ma địa, tâm phát khởi tham muốn ưa thích đi sâu vào công phu tinh cần khắc khổ, thích sống nơi vắng vẻ. Hành giả tự kiềm chế mình rất chặt chẽ và đặt hết sức lực vào công phu tu tập, thích sống nơi có nhiều âm khí, ít ánh sáng mặt trời. Anh ta ưa thích những nơi ít người, như hang động hay núi sâu hoặc thung lũng hẻo lánh. Anh ta chọn một nơi để sống ẩn dật. Do vì anh ta quá ham sự tĩnh lặng, nên ma dương liền đến. Trong công phu tu tập, không nên quá tham cầu, đừng nên mong cầu việc tốt, cũng đừng tham việc chẳng lành. Bình thường tâm thị đạo, chủ yếu là giữ cho tâm được bình thường, đừng có nóng khởi một tâm niệm nào cả. Bất luận quý vị tham cầu việc gì, đều là chẳng phải. Khi ấy thiên ma có được cơ hội phóng tinh thần gá vào người khác, dùng miệng người đó giảng nói kinh pháp. Giảng, trạng thái này cũng giống như trường hợp trước. Khi ấy thiên ma có được cơ hội, khi thời cơ thuận tiện đến, liền phóng tinh thần gá vào thân người khác và dùng miệng người ấy giảng nói kinh pháp. Ma sai khiến đồ đệ của nó gá vào một người khác, rồi khiến người đó đến nơi hành giả đang móng tâm tham cầu để giảng nói kinh pháp. Người này vốn không biết mình bị ma gá vào, còn tự tuyên bố mình đã chứng vô thượng niết bàn. Nó đến bên hành giả tham cầu tịch tịnh, trải tòa ngồi thuyết pháp. Nó khiến mọi người nghe đều biết rõ nghiệp đời trước của mình. Hoặc nó bảo với một người ở đó rằng: ông này chưa chết mà đã làm súc sanh. Rồi bảo người ở phía sau đạp lên đuôi người phía trước. Bỗng nhiên người kia không đứng dậy được. Lúc bấy giờ cả hội chúng đều hết lòng kính phục. Nếu có người móng khởi tâm niệm nghi ngờ, ma liền biết ý, ngoài luật nghi của Phật. Nó tin kinh khổ hạnh, phỉ báng tỷ khưu, mắng chửi đồ chúng, rao lỗi người khác, không ngại chê bai tỷ hiềm, miệng ưa nói quả phước chưa đến, khi việc xảy ra, quả nhiên chẳng sai mảy may. Giảng, người này vốn không biết mình bị ma gá vào, anh ta tự tuyên bố như ma dương nói, là mình đã chứng vô thượng niết bàn. Lấy cái gì làm bằng chứng để xét đoán người nào là ma dương? Ở điểm hầu như phần nhiều là ma rất thích tự khen ngợi mình. Nó nói: các ông có biết chăng, ta vừa chứng được niết bàn. Hay có thể nó nói: ta vừa chứng được quả vị đầu tiên của hàng A-la-hán. Hay là: ta đã được quả vị thứ tư của hàng A-la-hán rồi. Hoặc: ta nay đã thành một vị Bồ-Tát, các ông có nhận ra không? Ngay khi một người nào tự tuyên bố như vậy, các ông không cần phải hỏi, cũng đã biết người ấy là ma rồi. Đức Phật không bao giờ nói: ta là Phật, hãy nhanh chóng đến đảnh lễ ta. Nếu các ông không lạy ta, là các ông đã bỏ lỡ một dịp may. Vì ta đã là Phật, nên các ông thật đần độn khi không lạy ta. Bất kỳ kẻ nào tự tuyên bố mình là Phật, là Bồ Tát, là A-la-hán, thì người ấy là ma, chứ chẳng phải là gì khác. Quý vị có thể nhận biết ngay, chẳng cần phải hỏi han gì cả. Đó là lời của ma. Một Đức Phật không bao giờ tự cho mình là Phật. Một vị Bồ Tát hiện thân nơi thế gian không bao giờ tự xưng mình là Bồ Tát. Ngay cả khi có người nào tôn xưng họ là Bồ Tát, họ cũng không thừa nhận điều ấy.
ngay cả khi nếu người ấy là Phật và có người bảo tôi biết Ngài là Phật, họ cũng không công nhận điều ấy. Người đã thực sự giác ngộ không bao giờ thừa nhận với người khác việc mình đã giác ngộ. Nếu có người nói tôi là người giác ngộ thì đừng có bận tâm với người ấy. Người ấy không xứng đáng so sánh ngay cả một con vật. Đừng có nghe lời khoác lác và tự đề cao mình như thế. Nghe giảng kinh là để tự trang bị cho mình một cái kính chiếu yêu. Nên một khi yêu, ma, quỷ quái hiện hình, các ông liền biết rõ ngay về nó. Còn nếu các ông không hiểu rõ Phật Pháp thì sẽ không biết được những gì nó nói, nên liền bị nó đánh lừa. Nó đến bên hành giả tham cầu tịch tịnh, trải tòa ngồi thuyết pháp. Khi anh ta, người đã bị ma giá, đến bên hành giả tham cầu tịch tỉnh, nó trải tòa thuyết pháp. Nó khiến cho mọi người nghe đều biết rõ nghiệp đời trước của mình. Mọi người đều có cảm giác biết rõ được mình như trong giấc mơ, mình là gì, là ai trong đời trước. Có người nói, trong một kiếp xa xưa tôi là con chó giữ nhà. Có người nói, tôi là con mèo. Có người khác nói, tôi là một con gà. Người khác nữa lại nói, đời trước tôi là một con bò. Chẳng có ai là người cả. Hoặc nó, ma vương, bảo với một người ở đó rằng, ông này tuy chưa chết mà đã làm súc sanh. Nó muốn nói điều gì, điều ấy là, ông đã là chó trong kiếp trước, nay dù ông chưa chết, ông cũng quá thành chó lại rồi. Ông không tin tôi sao? Rồi bảo một người khác ở phía sau đạp lên đuôi người phía trước. Nó bảo với mọi người, ông ấy không tin những gì tôi nói, hãy ra sau lưng nó và dẫm lên cái đuôi của nó xem thử nó đứng dậy được không. Rồi nó đạp mạnh chân lên mặt đất và nói nó đang đạp lên đuôi của người phía trước. Bỗng nhiên người kia không đứng dậy được. Chắc hẳn các ông sẽ cho rằng người ấy có thần thông thật rồi. Sau khi ma nói người kia có đuôi, rồi bảo người khác dẫm lên, người kia không đứng dậy được, người ấy không còn cách nào khác hơn là phải tin vào nó. Ông ta bảo tôi là súc vật, bây giờ thật sự tôi đã có một cái đuôi. Nếu không, tại sao có người dẫm lên sau đuôi thì tôi không thể nào đứng dậy được. Lúc bấy giờ, cả chúng hội đều hết lòng kính phục. Thật là thần diệu, họ nói, ông ta biết trước người ấy sẽ hóa thành súc vật ngay khi còn sống. Ông ta chắc phải là một vị Phật hay Bồ Tát sống. Thật ra, họ đã bị ma lừa bịp mà không nhận ra điều ấy. Họ gặp quỷ hay ma vương mà nhận lầm là Bồ Tát. Đó thật là các điên đảo của chúng sanh. Nếu có người móng khởi tâm niệm nghi ngờ, ma liền biết ý. Trong chúng hội, nếu có người hoài nghi nghĩ rằng sao lại như thế được, thật là không hợp lý. Ngay khi móng khởi tâm niệm nghi ngờ, ma liền biết và trả lời, thế là các ông không tin ta hay sao? Những người này nhìn lại nó một lát rồi nói, ồ, ông ta thật sự là một vị Bồ Tát. Tôi không nói ra những gì tôi nghĩ trong tâm, vậy mà ông ta biết rất rõ. Ông ta đã bóc trần ra mọi nghi ngờ của tôi, thật là kỳ lạ. Từ đó, anh ta không dám tỏ ra bất tín nữa. Ngoài luật nghi của Phật, nó tinh viên khổ hạnh. Nó nói, luật nghi của Phật chưa đủ đối với tôi sẽ lập nên một giới luật mới cho các ông. Tôi muốn các ông trở thành những vị Phật mới, và ta sẽ sáng lập ra một đạo Phật mới. Đạo Phật hiện nay đã quá lỗi thời và không còn thích hợp nữa. Bây giờ là kỷ nguyên của khoa học, kỷ nguyên hạt nhân, mọi việc đều phải được hiện đại hóa và phải được cải thiện. Lối suy nghĩ xưa kia không còn ích lợi nữa. Phật giáo cổ xưa ấy không còn ứng dụng gì được nữa. Đó là cách nó biến đổi đạo Phật. Nó nói rằng mọi người đều có thể biến thành các bậc tôn túc, hoặc là các vị tỷ khưu, hay thành bất kỳ ai mà họ muốn. Nó phỉ báng tỷ khưu,
Nó nói rằng: Tỷ khưu à, tỷ khưu là gì? Nó đùa bỡn danh xưng ấy. Nó nói: Ông gọi người ấy là tỷ khưu hả? Tôi gọi đó là con cá trạnh. Tiếng Trung Hoa, chữ tỷ khưu là nê thu. Cá trạnh có âm cuối đọc giống nhau. Nó mắng chửi đồ chúng, rao lỗi người khác. Nó mạ lị mắng nhiếc đồ chúng của nó bất kỳ lúc nào nó thích. Nó mắng họ rằng: Các ông là chó, là mèo, các ông là heo, là thỏ. Đồ chúng nghe nó mắng nhiếc, chấp nhận những lời sĩ giả ấy vì nghĩ rằng đó là Bồ Tát. Ông ấy bảo ta là heo, vậy thì ta là heo cũng được. Ông ta bảo mình là chó, thì ta là chó cũng vậy. Họ không dám cãi lại. Ma Dương có một năng lực dữ dội, làm mê hoặc mọi người, khiến mọi người đều tin vào những gì nó nói. Nó rao lỗi người khác. Thí dụ, một người nam và một người nữ có làm điều gì thiếu lịch sự chút ít, nó liền nói với người phụ nữ: Cô đã làm việc ấy với người đàn ông ấy ở chỗ ấy. Người phụ nữ liền tự nghĩ: Làm sao ông ta lại biết được? Hoặc là nó rao lỗi trước công chúng: Ở đây có hai kẻ bất hảo, họ đã làm những việc thiếu đoan chính, những việc nói ra thật bất tiện, tại nơi đó nơi kia vậy. Hãy hỏi cô ta về việc ấy, cô ta sẽ không dám chối đâu. Nó muốn đưa ra điều mà thực sự họ đã làm, nên họ không dám chối. Nó làm thế để chứng tỏ cho mọi người biết rằng nó có thần thông, nó biết cả mọi việc sắp sửa xảy ra. Nó phơi bày lỗi lầm riêng tư của người khác mà chẳng ngại cách chê bai hay tị hiềm. Nó tiết lộ từng bí mật của cá nhân mà không sợ bị họ khinh bỉ. Miệng ưa nói quả phước chưa đến, khi việc xảy ra quả nhiên chẳng sai mảy may. Nó ưa tiên đoán việc quả phước. Nó thích nói những chuyện như: Ông nên thận trọng, ngày mai là một ngày xấu cho ông. Có người muốn đầu độc ông phải xem kỹ thức ăn, nếu không sẽ bị chết vì thuốc độc. Nó ưa nói trước cả việc tốt và việc xấu, khi việc ấy xảy ra, quả nhiên chẳng sai mảy may. Khi sự việc xảy ra, tỏ bày chính xác những gì nó đã tiên đoán. Đó là lý do vì sao mà mọi người đều tin vào nó. Loại Ma Dương như thế khiến người ta dễ tin hơn cả một vị Bồ Tát. Đây là loại đại lực quỷ, loài ma sống lâu mà thành, quấy rối người tu hành. Khi nó đã nhàm chán, liền rời khỏi thân người nó đã gá vào. Khi ấy cả thầy và trò đều sa vào lưới pháp luật. Ca công trên rõ biết trước những việc này để khỏi rơi vào vòng luân hồi. Nếu mê lầm không biết, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Giảng: Đây là loại đại lực quỷ, là loài ma sống lâu mà thành. Ma quá thành quỷ khi về già, cũng giống như những người không tu tập gieo trồng nhân đức thì đến tuổi già sẽ trở thành tinh quái. Như tôi thường hay nói với quý vị, người Trung Hoa có câu: Già mà không chết thì thành giặc, lão di bất tử, thi di tặc. Khi người sống lâu và trải qua nhiều kinh nghiệm, họ thường làm nhiều chuyện kỳ quái. Cũng thế, làm ma lâu năm thì thành quỷ. Nó quấy rối người tu hành, nó ghen tức với công phu tu tập của người tu hành. Ma thích phá hủy định lực của người tu. Khi nó đã nhàm chán, liền rời khỏi thân người mà nó đã gá vào. Khi ấy cả thầy và trò đều sa vào lưới pháp luật. Điều đó cũng tương tự như đọa vào địa ngục. Nên có lời nói: Mông đổng truyền mông đổng, nhất truyền lưỡng bất đổng. Sư phụ hạ địa ngục, đồ đệ giảng lý cũng. Tạm dịch: Kẻ ngu dạy người ngu, học rồi càng mờ mịt, thầy rơi vào địa ngục, trò nối gót theo sau. Lời ấy cũng giống như đạo lý trong kinh: Do không gặp được bậc minh sư, đệ tử cũng thuộc hạng độn căn, nên khi thấy thầy vào địa ngục thì mình cũng theo thầy vào đó luôn.
Thầy thấy thế quay lại hỏi: "Ông đến đây làm gì?" Đệ tử trả lời: "Con thấy thầy vào đây, dĩ nhiên là con phải theo thầy." Thầy bảo: "Ồ, không nên, đây không phải là nơi an ổn, đáng lẽ ra ông không nên đến đây." Đệ tử đáp lại: "Nhưng thầy đã vào trước rồi, làm sao con lại không theo thầy? Con đã thọ giáo với thầy, thầy đi đâu con theo đó." Thầy nghĩ: "À, chính ta là người bị đọa vào địa ngục, mang theo luôn cả đệ tử của ta vào đây. Ta thật là có lỗi với ông, rất tiếc. Các ông nên rõ biết trước những việc này để khỏi rơi vào vòng luân hồi. Nếu mê lầm không biết, sẽ đọa vào địa ngục vô gián." Ha ha ha, 问什么的说